Hello, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả bạn đã đến với kênh YouTube kiếm tiền online của mình ha. Ok, thì ở trong video ngày hôm nay anh em thì mình cũng sẽ vào tiếp tục đánh cái con game Awin với cái số tiền rất là nhỏ luôn anh em ơi. Đấy, như anh em thấy còn có mười mấy ngàn à. Thì bây giờ mình sẽ vô mình kiếm tiền free và mình sẽ chơi lên nha các bạn. Đấy thì nay cũng không có nhiều tiền nữa anh em à. Tiền thì mình cho mượn hết rồi anh em. Hoặc là mình đi chơi chẳng lý mua mình cũng thua sạch anh em à. Đấy, cho nên còn bao nhiêu tiền thì mình vào đây. Hầu như lần này là mình chắc là mình chơi free thôi anh em, chứ cũng có thời gian đâu mà chơi to đâu anh em à. Đấy, không có tiền nên nạp luôn ấy, thật sự là như thế luôn ấy. Thì để xem vài đồng bạc lẻ coi thử có kiếm được là bao nhiêu tiền anh em. Để mình quay nốt luôn nha anh em, quay nốt luôn hết kiếm tiền chơi anh em à. Ok, thì có nhiều anh em không biết cái làm sao để có điểm đây. Thì em chỉ cần cược nhiều vào là được nha anh em. Đấy, cược nhiều vào thì hôm sau thì anh em sẽ được quay thôi anh em. Ở quay nốt cái này nữa là mình không có quay được nữa rồi. Ok, có bao nhiêu tiền thì mình vào chơi bấy nhiêu thôi anh em. Đấy, quay không được nữa nha. Thì còn 2.000 điểm à. Đấy, giờ quay nốt cái này đi. À, còn nghìn đã chứ. Quay nốt này nữa xong đủ tiền rồi mình chơi. Thì kiếm free mà anh em. Đấy, chê đó, không chê luôn anh em. Ok, giờ chơi quay thú đây. Quay thú kiếm tiền nha anh em. Vừa vào nó ra không công anh em. Này có vốn thì mình vô chơi công. Công đánh con gấu đây, 5.000. Khỉ 5.000, công 5.000. Ok. Đúng không? Chắc kiếm 200k free thôi anh em. Kiếm 200k đủ phát lọc cho anh em thôi. Đùa má. Vừa vào nó không ra luôn ấy. Hơi đen nhờ. Hơi đen nhờ anh em. Hơi đen nhờ. Bữa nay mình đang nghi là hai con này thôi anh em. Để xem con gì đây, vải chưởng con thỏ tiếp anh em à. Có vải chưởng nhờ, đây cặp thỏ đây anh em. Kiểu gì quả này nó cũng ra x8 thôi anh em à. X8 nè. Ok, để lại 20k làm vốn thôi anh em. Con này nó ra con khỉ là ối dồi ôi luôn đó nha. X8 nào bạn ơi. Ơ vậy chữa anh em à. Nói vậy mà nó ra con khỉ thiệt anh em à. Vãi thiệt sự luôn. Nó giỡn mà thành thiệt anh em à. Mẹ con này đi. Ok, còn 10k vô. Vô chơi trên dưới nè anh em. Để xem kết quả đã. Ui, lên 2 ô nữa thôi. Thiếu xăng thế. Đen thế. Đen thôi chịu rồi anh em. Ok, đen thì bấm đen. Ok, nó ra đen thiệt anh em à. Trên đây. Trên. Dưới. Trên. Dưới. Ok, lượm nha. Rồi, tiếp tục có vốn rồi anh em. Có vốn mà chơi tiếp ra anh em à. Này phải kiếm được 200k mới chịu anh em à. Lại về con công anh em à. Ui. Lại về con công. Kiểu gì con này nó phải ra. Nó phải ra mấy cái con ở dưới này thôi anh em. Chơi 5.000 này. 5.000 này. 5.000 này. Ok, để xem cầu như thế nào đây anh em. Húp nào. Quả này không húp thì hơi phí anh em à. Không húp thì hơi phí. Tuyệt vời. Húp 40 nha anh em. Lên lại từ từ nào. Cầu nó đang đi kiểu này. Khả năng cao quả này nó ra x6 hoặc là x12 thôi anh em. Ok, bơm x12 đi.
với lại con én nha. Này phải kiếm được 200k từ cái con game này anh em ạ. Ui, phải chưởng con khỉ nữa à. Ui, nó nhảy lên thêm một ô nữa thôi anh em, là bao húp rồi anh em à. Đi cặp khỉ anh em à. Nên đi cầu cặp khá là nhiều anh em. Bọn này kiểu gì nó trả ra chim anh em. Đấy. Chim anh em à. Chim nha. 20k luôn nha. Chim. Bọn này phải ra chim anh em à. Ui giời ơi. Dư xăng mày. Đậu xanh đó. Phải chưởng luôn anh em à. Mày chướng thiệt sự luôn. Ok, 10k. Sư tử nha anh em. Tôi vẫn có linh cảm nó về sư tử anh em à. Ok, vô chơi à. 10k chơi trên dưới đây. Để đây đi. Xem cái kết quả nó như thế nào cái đã anh em. Ra sư tử quả này nào. Đù. Méo ra anh em à. Mà lên rồi lại xuống thôi anh em. Trên. Trên. Còn lên trên nữa không trời. Xuống đây. Đấy. Ở đây gì ạ? Khó quá anh em. Quả này đỏ này. Đấy, trời, ở dưới. Ok, lụm nha. Có vốn tiếp chơi tiếp anh em ạ. Cứ chơi có vốn miễn sao lên 100k thôi anh em. Chắc giờ hạ cái mục tiêu xuống là 100k thôi. Kiếm hơn 100k tí thôi anh em. Phát lọc anh em được rồi. Chứ 200 khó vãi. Khó thiệt sự anh em à. Quả này không ra con khỉ nữa thôi anh em. Khỉ. Gấu. 15 cành luôn. Hôm nào. Ui méo ra anh em. Ok nó về sư tử à, đánh có 1k anh em. Đánh không kịp ấy chứ mình đã đánh 4k. 4k thì hấp tầm 48.000 anh em. 48.000. Con này chơi con thỏ nha anh em. Con én 5.000 nè. Con này 10.000 luôn. Ui đánh ngu rồi anh em. Ui dưới 20k thôi. Quả này phải ăn nha. Quả này phải thắng á nha. Ok. Cũng được. Cũng được anh em. Cũng được 30. Thì lãi được vài ngàn anh em. Không thua là được anh em. Không thua là được. Chứ mình cũng chả đòi hỏi gì đâu. Không thua là được anh em ơi. Đấy. Bọn này chơi 5.000 cho con. Con đại bàng. Đấy không thua là được. Nay mình lên cái video chơi vốn nhỏ thôi anh em. Vốn nhỏ kiếm tiền. Ui lại ra con gấu anh em à. Tay này là mình không nghĩ nó sẽ ra con gấu đâu anh em. Quả này mình cũng chưa có nghĩ là nó ra con gấu đâu. Nhưng không, nó lại ra con gấu anh em. Ra con gấu rồi thôi, đánh thỏ. Chơi tiếp nha. Chơi trên, quả này thua, chơi trên dưới thua nữa là nốt hết vốn luôn anh em. Điện thật sự. Định kiếm tiền phát lọc cho anh em mà. Nó còn méo được anh em à. Nó cũng méo được anh em ạ. Tại sao nó lại ra con khỉ anh em. Chén vãi nồi. 8 à. 8. 8 8 8 thì quán niềm ngay ở dưới anh em. Ok. Trên. Lụm lúa. Có vốn chơi tiếp anh em ạ. Cứ lằn ngoằn ngoài thôi anh em. Ở xanh nha. Lại ra con gấu anh em. Gấu. Lại hoàng gấu anh em. Én 10k nào. Én 10k nào. Đánh được mỗi 5.000 là sao ta. À 22.000. Rồi xong luôn anh em ơi. Ôi ôi anh em ạ. À. Con này xui rồi. Hết vốn rồi.
Ui đen quá, tính kiếm tí mà mày thú nó xui quá anh em.